Sắc phong có giá trị gì? Thời gian gần đây chuyện mất sắc phong lại làm nóng dư luận. Vậy sắc phong là gì? Nó có giá trị vật chất và tinh thần như thế nào? Có thể hiểu đơn giản, sắc phong là các văn bản viết trên giấy sắc, có ấn của vua. Nói chung, đây là loại văn bản có giá trị pháp lý rất cao. Có hai loại sắc phong là sắc phong thần và sắc phong chức. Trong đó sắc phong thần có nội dung công nhận việc thờ thần của một làng con sắc phong chức là phong chức tức cho một vị quan sắc phong thần phổ biến và có giá trị lớn với cộng đồng nên chúng tôi sẽ đề cập sâu hơn về loại sắc phong này thời kỳ phong kiến nhà vua thường phong sắc cho vị thần ở các làng quê đây là một trong những biện pháp giúp nhà nước nắm được làng xã về phương diện tâm linh tinh thần đồng thời thể hiện uy quyền của nhà vua đối với các làng đây là một ân điển một vinh dự lớn sắc phong thần chứa đựng nhiều thông tin giá trị về văn hóa tín ngưỡng lịch sử địa lý nhất là lịch sử địa phương công trạng của người được phong. Sắc phong chỉ có bản duy nhất là tài sản vô giá đối với mỗi địa phương và dòng họ. Đây cũng là cổ vật giá trị có thể quy đổi ra tiền bạc nên nó cũng trở thành đích ngắm của những kẻ bất lương. Mong muốn rằng các cơ quan chức năng, các địa phương và nhân dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, có biện pháp phù hợp để giữ gìn, bảo vệ những di sản này.